thiết bị này vừa đóng vai trò vừa là một máy chủ AI mạnh mẽ để đào tạo và suy luận theo thời gian thực ở biên 5G. Bao gồm tối đa 1024GB DDR5 gian và khe cắm OCPNIC, hỗ trợ Intel Vegan Boost. Tích hợp phần mềm bảo mật phần cứng với TPM2.0 và quản lý từ xa IPMI. Hỗ trợ nhiều các GPU NVIDIA. Mở rộng hiệu quả với 2 khe FH3/4L BCIe với 16 khe cắm và 2 khe BCIe cấu hình thấp 8 khe cắm. Để lưu trữ dữ liệu, ECA6040 cung cấp khả năng mở rộng vượt trội bao gồm 4 khe 2.5 in HDD và SSD và 2 khe cắm M2 tích hợp bên trong máy. Để đảm bảo tính khả dụng của hệ thống với 2 bộ nguồn dự phòng AC1600W và 6 quạt thông minh có thể xoay để kiểm soát làm mát tối ưu. Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm, vui lòng truy cập nhất tiến trung.vn để được tư vấn chi tiết và mua hàng toàn quốc.